Hôm nay mình hái rau tả gấu về ăn lẩu cá. Hôm qua mình đã mua cá hồi, hôm nay thì mình sẽ nấu lẩu cá hồi. Rau tả gấu này rất hợp với các loại cá. Cái cọng của rau tả gấu thì khi nấu lên nó giòn và ngọt. Cái lá thì nó không giòn nhưng mà nó cũng ngọt. Rau này thì nó tự mọc, nó mọc như rừng á cả nhà. Hôm trước thì có bạn hỏi mình là đây có phải hái trong rừng không? Ở đây thì không phải là ở trong rừng mà là trong một cái khu vườn của tư nhân á. Thì ở đây mình xin phép nên mình được hái nhiều. Còn ở trong rừng thì bây giờ nó mới mọc những cái cây nhỏ nhỏ thôi. Và khi mà vào trong rừng thì mình không có được hái một lần nhiều. Hái nhiều là sẽ bị phạt. Tuy là cái rau này nó mọc, nó tốt hơn cả cỏ nữa đó. Cả nhà thấy là khi mà nó mọc như thế này á, là không có cỏ mọc chen luôn. Mà cái chỗ mình đang hái này là cái chỗ hôm trước mình thấy người ta cào lá khô á. Người ta cào xong rồi nó đứt rất nhiều cái đầu lá tả gấu á. Nhưng mà nó không có chết. Cái tả gấu này nó rất khó để diệt á. Khi mà nó lên là nó mọc, nó ăn lan khắp cả vườn luôn. Nó dễ mọc vậy đó, nhưng mà ở trong rừng thì người ta có quy định là mình không có được hái quá 200 gram. Khu vực này mình hái tỏi gấu thì mình thấy là đa số là toàn là tỏi gấu thôi, không có lẫn cái cây rau độc. Nhưng mà ở trong rừng mình thấy nó mọc rất nhiều tỏi gấu bên cạnh cái cây rau độc. Cho nên là tốt nhất là hái từng lá, hoặc là hái về xong rồi mình nhặt từng lá một. Ở đây mình cắt như thế này, tuy là mình không thấy cái cây rau độc nhưng mà về mình cũng nhặt lại từng cây, từng cọng một. Tại vì mình vẫn sợ là nó lẫn với cái rau độc, nếu như mà mình chỉ rửa lại và mình lấy mình nấu thì lỡ mà nó lẫn một cái lá độc trong đó thì nguy hiểm. Nên là mình cắt xong rồi về là mình nhặt lại từng cây, từng cọng một ha. Thì tỏi gấu mình cũng đã chỉ cho mọi người xem là cái cây tỏi gấu nó có từng cái lá, từng cái cọng riêng, nó không có cái lá nằm trên thân. Nên là khi mà hái tỏi gấu á, hoặc là thấy cái cây mà có cái lá mà nằm ở trên thân á, không có cọng riêng thì đó không phải là tỏi gấu. Còn như ai không biết rành về tỏi gấu mà thèm ăn tỏi gấu thì tốt nhất là vào trong siêu thị mua.